Thưa quý vị, dự kiến tháng 6 tới, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC sẽ sang Việt Nam kiểm tra lần thứ 5 về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU. Đây là cơ hội quyết định để Việt Nam gỡ thẻ vàng cho thủy sản. Cùng với sự nỗ lực của lực lượng chức năng, các ngư dân đã và đang góp phần không nhỏ trong việc thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp bằng những hành động trách nhiệm hơn. Bà con ngư dân đều mong sớm gỡ thẻ vàng để đầu ra các loại hải sản được ổn định, đời sống ngư dân nâng cao hơn. Nỗ lực của chính quyền địa phương cùng ngư dân cả nước, trong đó có Bà Rịa Vũng Tàu trong gỡ thẻ vàng EC là nội dung được Gõ Cửa Ngày Mới sáng nay đề cập đến. Luôn kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trước khi tàu xuất bến là việc làm không thể quên của chủ tàu cá này. Bởi ông ý thức được nếu thiết bị này không hoạt động ổn định, tàu có thể vi phạm vùng biển nước ngoài khi đánh bắt tại vùng giáp ranh. Không chỉ bị bắt giữ, phạt tù, phạt tiền, tịch thu tàu, mà còn ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ thẻ vàng của cả nước. Anh em thì đi hoạt động thì mở mọn 24/24, thì hơn nữa là không bao giờ xâm phạm bên lãnh thổ của nước bạn. Đánh bét ở đâu rồi tuân thủ theo pháp luật thì không bao giờ mà xâm phạm của nước bạn được hết. Không còn coi việc gỡ thẻ vàng là việc của các lực lượng chức năng. Hiện hầu hết người dân đã tự giác chấp hành các quy định của pháp luật khi hành nghề trên biển, đặc biệt là tuân thủ việc lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát trong suốt quá trình đánh bắt. Đánh bắt là dùng nèo là mình ghi vô trong cái quyển nhật ký của mình đó. Rồi mình nằm quỷ tiếng nào là mình cũng thông báo về ở chạm mấy trời đời. Mình đánh bắt đều của nước mình, quỷ tiếng của mình thôi, từ kinh độ quỷ độ của mình thôi, không có lăng chim của nước bạn thôi. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, địa phương có 4.666 tàu cá thuộc diện đăng ký, quản lý cấp phép, trong đó hơn 3.300 chiếc đánh bắt xa bờ. Thời gian qua, chính quyền địa phương và ngư dân đã vào cuộc quyết liệt để chống khai thác IUU. Để ngăn chặn tình trạng đánh bắt thủy sản trái phép, chính ấp trên địa bàn xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thành lập 9 nhóm Zalo kết nối các chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên. Ngoài thông tin tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của trung ương, địa phương liên quan đến chống khai thác IUU, các nhóm còn kịp thời thông báo các tàu bị mất kết nối, vượt ranh giới đánh bắt, giúp chủ tàu kịp thời khắc phục hoặc báo cáo cơ quan chức năng hỗ trợ giải quyết nhanh nhất. Chúng tôi luôn luôn cập nhật tin tức hàng ngày. Và đồng thời cũng nhắc nhở bà con phải quan tâm, chú ý đến nhóm. Mỗi khi thấy trang nhóm mà báo thì bà con cũng cố gắng để xem cho biết được các cái văn bản đó là gì, tuyên truyền về nội dung gì, thông tin gì, mang lại lợi ích gì đến với bà con, người dân. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc quản lý tạm thời đối với tàu cá 30, tức không đăng ký, không đăng kiểm, không có giấy phép hoạt động trên địa bàn tỉnh. Các địa phương đã phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh gấp rút hoàn thành việc cấp vẽ biển số tạm cho gần 1.100 tàu cá 30 trên địa bàn tỉnh. Hôm nay gắn biển số tàu thì thấy của có ích. Tốt cho cái việc mà nếu như mà tàu ra ghe ra biển thì gặp vấn đề gì đó thì mình cũng nhận biết cái được đó là ghe của mình, cũng giúp ích cho việc đi biển của người nhà mình hơn. Các buổi tuyên truyền phòng chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp liên tục được chính quyền các địa phương tổ chức thông qua nhiều hình thức khác nhau, nhờ đó nâng cao nhận thức của ngư dân trong việc đảm bảo các quy định trong khai thác thủy sản. Bản thân gia đình chúng tôi thì cũng như các gia đình khác có ghe, thì nghe được tuyên truyền này thì chúng tôi luôn luôn chấp hành đúng chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước. Từ đó thì cũng vận động và phổ biến cho các bà con xung quanh là luôn tuân thủ chấp hành cái luật EU của quốc tế đề ra. Trong cái tuyên truyền của mình thì chúng tôi cũng được thường xuyên và thay đổi đối tượng tuyên truyền những cái nội dung mới, những cái nội dung mà bà con thường vướng để chúng tôi là khuyến cáo cho người dân là chủ động là nâng cao ý thức chấp hành tốt pháp luật trong cái lĩnh vực khai thác. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ tháng 8 năm 2022 đến nay, Bà Rịa Vũng Tàu không có tình trạng tàu cá đánh bắt ở vùng biển nước ngoài. Trước khi ra khơi thì chúng tôi có phải chấp hành mệnh lệnh của biên phòng kiểm ngư về giấy tờ mà lực lượng không đánh bắt vùng biển nước ngoài, chỉ đánh vùng biển mình thôi. Là tuân thủ các quy định
của nhà nước đưa ra. Từ đầu năm đến nay, các địa phương bước vào giai đoạn cao điểm thực hiện chống khai thác IUU, trong đó tập trung vào việc tăng cường giám sát tàu cá hoạt động trên biển, tổ chức kiểm tra tàu khi xuất bến và thực hiện tốt việc truy xuất nguồn gốc hải sản. Chấp hành nghiêm các quy định này, bà con mong muốn sớm gỡ thẻ vàng để các loại hải sản có cơ hội xuất khẩu đi nhiều nơi hơn. Mong muốn bà con ngư dân của mình là mẹ cho chính phủ và biên phòng và các đồn cấp trên để gỡ thẻ vàng để cho bà con ngư dân của mình để phấn đấu làm ăn, để đánh bắt vươn khơi. Chứ còn như cái thẻ vàng này thì vô làm ăn cá thì không bao nhiêu mà giá thì càng ngày càng hạ. Hy vọng người ta gỡ thẻ vàng để bà con làm đánh bắt giá cả nó ổn định, đồng ngư dân bám biển làm ăn. Theo thống kê, số vụ vi phạm các quy định đánh bắt bất hợp pháp của ngư dân trong thời gian gần đây giảm mạnh. Hầu hết bà con đã tự nguyện ký cam kết không vi phạm các quy định IUU để cùng các lực lượng chức năng sớm gỡ thẻ vàng cho ngành thủy sản.